Tâm huyết với những đặc sản quê hương, Nguyễn Khắc Huy đã chọn một cách để hương vị quê được đến xa hơn với những vùng miền khác. Quán bánh cuốn Phú Thị mà Huy mở ra là điểm hẹn mới cho những người con của Phú Thị Hưng Yên và những ai yêu mến hương vị miền quê. Thưởng thức hương vị rất riêng của bánh cuốn Phú Thị, khám phá nét đặc trưng khác biệt so với những thứ bánh cuốn đã quen thuộc khác. Trong mùi thơm của lá thông trải trên nền nhà, có thể sẽ thấy chút gì đó lắng đọng. Nếu mà nói đến bánh cuốn thì phải nói đến bánh cuốn Thanh Trì. Rồi bánh cuốn Hải Dương cũng là bánh cuốn mà đi đâu người ta cũng ghé vào người ta mua. Nhưng mà đến hôm nay tôi thưởng thức bánh cuốn Phú Thị thì tôi thấy có một cái điều đặc biệt. Đấy, như tôi đã nói, tức là nó không hoàn the, thì nó còn nguyên cái hương vị của gạo. Và cái nước mắm pha cũng thế, họ không cho nhiều cái phụ gia, mà để tùy khách, người ta chỉ cho một đủ cái độ đậm thôi. Còn tùy khách cho thêm ngọt hay cho thêm cay hay cho thêm chua. Thì đấy, tôi thấy đấy là cái gì đó nó rất là dân dã. Nó giống như là cái bánh cuốn mà mình ngày xưa khi tôi đi sơ tán, tôi về ăn ở nông thôn ấy, ở cái chợ quê ấy, thì tôi thấy nhắc lại cho tôi cái hương vị. Thế và cái bánh cuốn này thoạt nhìn thì mình tưởng như là nó không ngon bằng bánh cuốn Thanh Trì vì trông nó có vẻ dày. Nhưng mà đến khi ăn mới cảm nhận được là hóa ra là nó không có hàn the, thì ăn nó rất giòn mà nó lại thơm cái mùi gạo. Thế cho nên tôi thấy là cái bánh cuốn Phú Thị có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội mà để cho tôi một cái ấn tượng khá là sâu sắc. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Nguyễn Khắc Huy đã mạnh dạn đưa một thứ đặc sản của quê hương đến với Hà Nội, có lẽ cũng là một việc làm đáng trân trọng của anh khi dường như với chàng trai trẻ này, mọi thứ ở quê hương đã ngấm vào máu thịt, là điều anh trăn trở, gắn bó với anh trong ký ức tuổi thơ và đã đi theo anh suốt những năm tháng qua. Tôi thì tôi cho là bây giờ tuổi trẻ là các em mới rất là sáng tạo, rất là năng động nữa. Thế thì Huy đã ở Hà Nội không phải chỉ bằng một công việc này đâu, mà đây chỉ là công việc thứ hai của Huy trên Hà Nội. Thế và tôi thấy là cái việc em mới đưa cái hương vị quê hương lên đây để cho những người dân thủ đô được thưởng thức, đấy là một cái việc làm rất đáng hoan nghênh.